Hiện nay trên địa bàn tỉnh, việc nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn được nhiều địa phương thực hiện. Trước đây đảm nhận trọng trách này đa số là nam giới, thế nhưng hiện nay cũng có nhiều địa phương, cấp ủy, chính quyền, nhân dân đã tin tưởng giao cho phụ nữ đảm nhiệm. Và khi đã được giao nhiệm vụ, chị em luôn cố gắng vươn lên, hoàn thiện mình để xứng đáng với niềm tin ấy. Là bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Giá Thượng, đã gần 7 năm nay và cũng là nữ cán bộ thôn duy nhất ở xã Gia Hòa. Nhưng bằng sự nhiệt huyết, quyết đoán của mình, đồng chí Oanh tạo được nhiều dấu ấn quan trọng về xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong đảng, trong nhân dân. Các nghị quyết được lãnh đạo chỉ đạo sát với thực tiễn, mọi tâm tư, nguyện vọng đều được lắng nghe, nắm bắt kịp thời. Nhờ vậy mà đến nay thôn đã được công nhận là khu dân cư kiểu mẫu, đời sống nhân dân ngày càng phát triển, các phong trào văn hóa văn nghệ ngày càng đi vào chiều sâu. 42 đảng viên, nhưng mà được cái là khi mà đưa ra thống nhất cấp ủy rồi đưa ra chi bộ là ta đồng tình rất cao. Đấy, rồi là nhân dân cũng vậy, khi mà mỗi một cái hội nghị họp thôn mà đưa ra để làm các cái công trình hoặc là công việc gì trong thôn, phong trào, bất kể một cái phong trào gì trong thôn thì là nhân dân người ta cũng rất là đồng tình cao. Đấy, thì từ những cái đó ra mình lại có những cái động lực để mình phấn đấu và mình lại phải hoàn thành cái nhiệm vụ. Được đảng giao nhiệm vụ, nhân dân tín nhiệm nên mặc dù gánh hai vai khá áp lực và vất vả, nhưng đồng chí Hà, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Đồng Đinh, xã Lạng Phong luôn hết mình với công việc. Nhất là thời điểm này, thôn đang phấn đấu xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Nhiều việc khó như xây dựng khu thể thao, nâng cấp đường giao thông, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa. Nhưng với sự khéo léo, nhiệt tình, gương mẫu của mình, đồng chí huy động được sự vào cuộc của nhân dân cùng chung sức thực hiện. Mình hai vai là cũng áp lực. Thế nhưng mà công việc thì được đảng ủy trên này có nghị quyết của đảng ủy này, nghị quyết chi bộ này. Thì xong là dân mình lại được tập thể nhân dân người ta bàn, người ta ủng hộ nữa. Thì mình cũng phải cố gắng để hoàn thành tốt những cái việc mà được giao. Riêng về đồng chí bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn ở cơ sở thôn đây thì cấp trên cũng đánh giá rất là cao. Vì năng lực, trình độ và thứ hai là cái công tác nhiệt tình của đồng chí là rất có trách nhiệm. Về việc của ban chi ủy và việc của nhân dân thì cũng rất công khai minh mạch. Có công văn về là đồng chí là tích cực họp ban chi ủy và chuyển khai một số nhiệm vụ trước ban chi ủy, sau đó đưa ra chi bộ chuyển khai xong là và nhân dân cũng được nhân dân đồng tình nhất trí rất cao ạ. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có không ít nữ bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn xuất sắc, năng nổ, được cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá là các điển hình tiêu biểu trong các phong trào. Những nữ thủ lĩnh này luôn được sự sẻ chia của gia đình, ủng hộ tin tưởng của nhân dân. Chính điều này đã tạo động lực rất lớn để họ cống hiến cho đảng, cho nhân dân. Thì đối với bản thân tôi thì đúng là hai việc một lúc đối với tôi nó cũng rất vất vả. Nhưng mà biết thu xếp công việc gia đình làm sao để cho nó vừa hài hòa giữa việc gia đình và việc tập thể. Tôi cũng rất là may được cái hậu thuẫn của gia đình, chồng và con rất là ủng hộ. Do vậy nên là công việc của tôi cũng rất trôi chảy. Nhìn những kết quả mà những nữ bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn này đã và đang làm, cho thấy họ không chỉ là những đảng viên miệng nói tay làm, mà còn là những người đang thổi lửa, khơi dậy khát vọng vươn lên ở cơ sở.